Chút nhưng mà cứ đều là cái dòng máu hài ở trong người á, tại chứ mà anh biết dâu. Sao anh mình tại à, không bà nội á, bà nội á bà nội cái bà nội lớn bà nội cái câu đó mình nghe tuy là nó đang nghiêm túc nhưng mà nãy giờ con cũng thấy nó hài hài, con không dám cười, con không dám cười, không cứ cười thoải mái, anh ghi hình lên rồi không sao, tại vì á là cái bà nội lớn nè, cái bà nội giống như mình đang nói mà chở cái bà nội đó, cái bà nội đó giống kiểu như vậy đó, mình tự mừng tượng cho cái mình thấy hài hài rồi tại đứng ở đây không giống. Vâng, vì Duy Minh vui vẻ xin kính chào bà con cô bác. Cái phòng mộ của bà nội ruột ở đâu không? Ruột thì cô không có biết nhưng mà ở ngoài tỉnh á. Thì anh em của Duy Minh cũng hôm nay cũng có cái duyên lành để đến mộ của bác Ba Phi. Đây là người vợ đầu tiên của bác Ba Phi, con của ông Phú Hộ. Đó, còn đây là mộ của bác Ba Phi. Tên thật là Nguyễn Long Phi, sinh năm 1984 và từ trần ngày 3 tháng 11 năm 1964, tuổi thọ 80 tuổi. Thì bác Ba Phi có 3 người vợ bà con. Đó, đây là người vợ Úc, là người vợ thứ 3 đó bà con. Tên là Quỳnh Thị Trâm, bà vợ này thì mắt rất là trẻ nhưng mà bà là người dân tộc Khmer nha bà con. Bà có sinh được 3 người con. Thì đây còn người vợ thứ hai thì cái mã thì cô nói là chôn bên kia kìa. Đây tí xíu mình sẽ hỏi thêm thông tin cho bà con xem. Mà cô ơi, mình có biết vì sao mà bà nội ruột của cô là chôn riêng ở bên đó không cô? Hồi đó về bển sống rồi chết ở bển chôn luôn. Đó là bà nội thứ hai đó ha. Dạ. Bà nội ruột của cô. Đúng rồi, đúng rồi. Ông nội đi tìm tới không gặp luôn đó. Dạ. Bà không dám ở chung luôn đó. Tức là do bà nội lớn khó quá, chịu không nổi nên... Đánh dục lắm. Bà cũng nằm nói luôn. Vậy là lúc sanh cô là sanh ở đây vẫn sanh chung với lại ông bà nội ở đây luôn á, hồi đó mẹ sanh là năm đây nhưng mà xong rồi đi rồi tự đi à, tự bà nội cô bỏ đi thôi chứ không có dẫn cô theo không, cô cha cô chứ cha cô chào cô tức là sanh cha cô đây đúng rồi, bà nội để lại cho bà nội lớn này nuôi. Dạ, bà đi một mình. Bởi vì là nãy giờ cũng đang thắc mắc là tại sao là ở đây là có bà nội lớn và bà nội nhỏ nhất nhưng mà không có bà nội làm không gì. Có bà nội hai. Dạ. Thì đó con thắc mắc, thì bây giờ hỏi ra thì cô nói là lúc mà sanh mà ba tôi của con bữa nay cô nói tránh luôn nữa. Dạ. Chứ nhầm người hỏi cô không nói nữa. Dạ. Nói rồi cái thời gian nó lâu lắm á. Dạ. Nó như thì người ta hỏi sơ bộ thôi. Dạ. Người ta biết ông nội có hai bà hai bên thôi thì mình cũng gật đầu vậy thôi. Dạ. Có khi nào mà người ta cần dữ lắm á, như dạ. Con đó là cô kể cho nghe hết. Dạ. Bữa nay đó. Dạ. Là sự thật luôn. Dạ. Còn mấy người kia hỏi lơ lơ cái cô nói ông nội nằm giữa hai bà nội hai bên. Dạ. Dạ. Thì cũng như mình chia sẻ với nhau, như người nhà chia sẻ nhau. Dạ. Dạ. Tụi con ở xa thì con... tụi con cần cái điểm gì đó thì cô nói nãy giờ cho tụi con nghe hết rồi đó. Cảm ơn cô nhiều đã chia sẻ với mình sơ sơ là rồi đại thì chủ yếu là người ta tham quan thôi người ta tham quan thôi người ta hỏi vậy biết đúng hay không thôi tại tụi con là nhiều chuyện. Cô ơi cho con hỏi nè, tại vì sao mà cô ngày xưa cô không biết là ông nội mình là người Đồng Tháp, sao cô gốc Đồng Tháp đâu biết? Thì cô nghe nói lại là ông nội mình hồi đó là cha mẹ sanh là ở trên đó đó. Mà con còn nghe nói gì nè, đúng ra ổng là người Đồng Tháp mà ổng là người, đúng ra ổng là thứ hai chứ không phải là thứ ba. Thứ hai. Còn nãy giờ nói ông ba đó là thứ của bà nội. Dạ, đúng rồi. Thứ của bà nội cả. Bà nội cả. Ổng là đúng ra ổng là ổng là người thứ hai. Đúng rồi. Dân Đồng Tháp. Hai phi. Dạ, hai phi. Từ thay bên phía bên rồi, thành ra kêu bên vợ không? Đại bảo ở bên ông hội đồng mà đúng không cô? Đây nè, Lữ là thứ ba nè, là kêu theo ba. Hồi đó đất nhiều lắm không cô? Ông nội xuống đây là ngừng ngủ không nè, rồi khai phá đất này là rộng lớn dữ lắm. Còn cái phần mà của ông nội của ông và vợ là từ cái kinh này là chạy xuống dưới. Còn ở đây là của ông nội từ cái kinh này mà chạy dài lên tới đường ganh. Tới kinh trên kia luôn hả cô? Ông nội khai phá. Ông nội hiến cho nhà nước là 2.000 công mà. Hồi đó là khai phá chứ không phải là mua hay là gì hết, khai phá thôi. Ông có nói đó, là đất này là của Miên. Dạ. Ông nội đánh Miên đó, quấn lộn với Miên đó. Dạ. Để cho Miên chạy đó, ông nội mới lấy được đất này.
khai phá từ đây lên tới đường ganh luôn, tới ngoài biển luôn. Ông nội sau này ông nội hiến cho nhà nước 2.000 công. Chưa, đây có 50 công nè. Từ đây qua tới đó, cái chỗ cao đó thôi. Thì hiện tại giờ nhà của mình nó còn nhiều ruộng không cô? Thì có 50 công tầm 50 nhỏ công. Như 40 công tầm lớn. Dạ, vậy cũng mà được. Chia ra để cho cha ba với mẹ, chia ra cho 5 đứa con với người cô. Rồi mẹ bây giờ còn có cái nhà đó đó, rồi hiến cho nhà nước ở đây hết gần 4.000 m2. 3.700 mấy rồi, cũng như 3.800 rồi. Hiến cho ta làm để làm khu di tích. Cũng được ha, cái đó mình cũng góp phần vô là xây dựng đất nước, rất là ý nghĩa luôn. Con nghĩ rằng rất là ý nghĩa. Vô hết cái mương này nè, tới sau này nè. Với lại gìn giữ nơi đây để cho mà khách ta lui tới một quyền thoại. Cũng như cái nói con cháu thì nghèo quá. Hồi đó ông nội cho con cháu ở trên đó, đó bà con á, cô cậu chú bác là một người từ 100 đến 200 công. Nhưng mà ông nội hiến cho nhà nước rồi ông nội chừa lại cái khu này có 40 công đất thôi, cũng như 50 công tầm nhỏ đi, mình tính 50 công là chừa lại cho ba với mẹ hồi đó, đó là có một phần này thôi. Còn mấy người kia hiện giờ con cháu người ta người nào cũng giàu hết. Còn cái con cháu của ông nội thì hồi đó đâu có biết gì đất đai. Sau này lớn lên 5 đứa cháu thì chia ra một đứa có 5 công 7 công thôi. Rồi chia cho người cô đó, rồi hiến cho nhà nước cái này 3.000 ngoài gần 4.000 m2. Thì mẹ còn lại có một cái ngôi nhà đó à. Chứ ở sau này còn có 2 công ngoài đất thôi. Chạy dài ra tới đó đó là có tới ngoài hậu luôn là có 3 công. Mà nhà nước hiến hết, mình hiến cho nhà nước hết gốc tư thôi. Cũng như còn có 2 công mấy à. Để làm di tích, làm cho khách tham quan thập phương cho tới mình đi thăm khu nhà mồ cho ông nội. Nghèo quá con cháu đâu có làm nổi đâu, như cô thì đây làm gì cô làm nổi. Thì phải hiến cho nhà nước để làm, để cho có tiếng hơn. Chứ bà con, ông nội cho bà con bên ông nội á, bên cậu, bên chú là một người khoảng 100 ngoài 200 công không hiện giờ đó. Người ta chia cho con người ta mà một người cả 50 công. Còn con cháu ruột là người có 5 công, 7 công à. Đâu có 5 công mà chia cho nhiều mà giàu. Bây đúng giờ rồi. Nó có gia đình rồi nó mần. Nhưng mà con nghĩ là đổi lại là mình được cái được nhiều bà con người ta thương ủng hộ hơn, tại vì có cái ý nghĩa hơn á. Tại vì góp phần xây dựng đất nước nè, cái thứ hai nữa là mình gìn giữ được cái tiểu sử của là của là bác Ba Phi rất là hay. Tại vì ông là một cái người mà kể nên những cái câu chuyện mà không ai kể được. Con nghĩ là rằng câu chuyện rất là hài hước mà vận dụng như vô những cái thực tế, đến là những cái mà hài hước để khoa lẫn vào trong đó, con thấy rất là hay và ý nghĩa. Bà con ai cũng là cũng đã từng nghe và lưu lại trong đầu hết. Thì nhờ vậy đó, ở gia đình cô mương hiến cho nên nhà nước mới cất cái nhà mồ, nhà thờ chú ông nội. Cũng mừng rồi. Khoảng năm, mình biết năm bao nhiêu là người ta bắt đầu khởi công không cô? Hôm rồi mới vô đâu khoảng chừng tháng nay là người ta đo nè, đo phần mộ với cái này cái kia đó, là nói sang năm có thể làm đó. Sang năm 9 năm rồi. Cô hiến đất 9 năm rồi đó. Coi như là tụi con hôm nay đến là vẫn còn nguyên hiện trạng của 30 năm trước mà xây dựng lại, là đây là những còn những cái nguyên sơ. Nhưng mà sau này nhà sang năm sau là chuẩn bị sẽ có một cái hình có một cái mới. dự án sẽ vẫn là có thể là vẫn là đến thăm mộ của bác nhưng mà với một cái vẻ ngoài khác. Sẽ đẹp hơn. Nhưng mà tụi con là thích khám phá những cái nào mà nguyên sơ con. Giờ là đúng lúc rồi chứ giờ năm sau đi là thấy thay đổi. Nói chung là mong rằng qua cái video này thì qua Tết sẽ có thể là có một cái thay đổi bứt phá gì để cho bà con cũng như cộng đồng mạng có thể là xem qua và có thể đến nơi này để là thăm về một cái nguồn cội của bác Ba Phi mà chỉ cái nghe danh thôi chứ chưa có thấy ngoài đó, và đến nơi mà cái khu đất của ông và cái mộ của ông thực tế như thế này, con nghĩ rất là ý nghĩa. Ở gia đình cũng gầu cũng chớ, thấy mộ của ông nội bà nội mình nằm ngoài mưa ngoài nắng không thấy gầu cũng chớ. Khoảng 9 năm nay rồi đó, cô cũng yêu cầu đó cho mấy ổng làm cái nhà thờ cho ông nội đi, rồi để nâng ba cái mộ lên cho thấy nó đẹp, nó cao ráo hơn. Với cô yêu cầu làm cái đường đi rồi nè. Mới làm được ha. Chứ không thôi tụi con vô là nó đi lội tới đây nè, tới mùa mưa á. Sang quần lội mà mấy ổng ngoài tỉnh vô là sang quần lội ha. Rồi cô yêu cầu là mình cái đường lộ trước đi rồi hả, mình cái nhà thờ. Thì bây giờ mình nghe nói vậy thì mừng hay không? Quá mừng rồi, đúng rồi. Họ năm cái này ra nè, tới đó luôn cả 6 thước á. Cái đường đi rồi nè. Thì hôm qua cái video này thì quý cô chú anh chị nào mà gần xa mà có xem được thì
muốn đến thăm và viếng mộ của bác Ba Phi, cũng như là nghe những cái câu chuyện được người cháu nội ruột của bác Ba kể, thì có thể lên Google Maps đánh là nhà bác Ba Phi sẽ đi thẳng tới luôn, rất là đơn giản luôn, không có cầu kỳ hết. Thật sự thì chỉ cần vào Google Maps gõ nhà bác Ba Phi là sẽ ra. Thì đến đây vâng, và đặc biệt nữa kính tây, khi mà nếu mà đến dưới nhà, trước khi đến nhà của bác Phi á, mình phải cần lên tìm hiểu về tiểu sĩ và những cái câu chuyện rất là hài hước của hay của bác Phi đã lưu truyền lại rất là lâu đó. Mình nên nhắc để cho bà con có thể là tìm hiểu đến những cái câu chuyện rất là hay của bác Phi nha. Nhưng mà thật sự thì khi mà đã tìm kiếm về đến đây thì là hầu như ai cũng biết rồi. Nhưng mà có điều là người ta không biết đến như thế nào thôi. Bây giờ thời đại hiện đại rồi, nhưng mà đặc biệt là đến trong năm nay thì sẽ còn nguyên hiện trạng để chúng ta tham quan và chụp ảnh để mà lưu giữ lại những hình ảnh này. Tại vì sang năm là sẽ một cái diện mạo mới đẹp hơn và rộng rãi hơn. Cái này mà thích cổ điển như mình thì đến ngay năm nay thì sẽ được. Đây mình nghĩ cái này kiểu như còn là cái nét là rất là quê như ngày xưa ha. Đây là mộ của bác Phi. Đây là mộ bác. Cảnh sẽ quay tham quan qua màn ảnh, rồi sau đó thì cảnh cũng sẽ xin dừng video. Còn đây là mộ của người vợ thứ ba, vợ đây là vợ Út đó, 24 tuổi, là người này là người dân tộc Khmer. Đó. Rồi thì cảnh ghi hình phòng mộ của ông bác Ba Phi. Tới đây thì hẹn gặp lại cô ơi, cho con hỏi thêm ha, chia sẻ thêm ha cô, cũng như là ở gia đình mình hiện tại giờ là mình có những cái kỷ vật mà của bác Ba Phi để lại, như là những chiếc sồn nè, rồi cô hồi nãy cô nói có cái cây gì, cây giáo nè, cây giáo đâm heo rừng thì được vô, đưa vô cái nhà triển lãm cũng như di tích của quốc gia mình rồi. Ở tại cái chỗ nào cô có thể chia sẻ thêm, đưa vô khu tưởng niệm Bác Hồ á, khu tưởng niệm ở Cà Mau rồi phải không? Giờ cho cô hỏi thêm là hiện tại giờ mình còn một cái kỷ vật gì mà nó cô nghĩ rằng sẽ có đó cô, nhưng mà nhiều khi là cô không biết hay là không có muốn tiết lộ cho anh em con thôi. Mấy chú đồ giữ chứ cô không có, không biết. Dạ. Tại vì cô hồi đó còn nhỏ quá không biết. Con nghĩ là chắc còn á, thấy cô. Vâng. Còn thì hôm nay là mấy anh em mình đi đến đây thì cũng giữa trời chưa nắng, vừa ngã bóng chiều bà con. Thì một cái cảnh hoang sơ như ngày nào tại cái khu vườn cũng như là khu đất tại mộ của bác Ba Phi mà lưu truyền lại những cái câu chuyện vui rất là hay. Thì mình nghĩ đây là một cái chuyến hành trình mà anh em mình không thể nào quên được những cái câu chuyện hay của bác Ba Phi. Thì bà con xem qua video có thể là tìm hiểu trên Google mà để tìm hiểu về những câu chuyện hay vui nhộn của bác Ba Phi đã lưu truyền lại cho những con cháu sau này đời đời ghi nhớ. Thì cuối video này cũng đã dài, thì mình xin khép lại, xin chúc bà con xem video trên kênh YouTube Duy Minh thật là nhiều sức khỏe và nhớ đăng ký ủng hộ Duy Minh để Duy Minh có thể có động lực tìm hiểu những cái phong cảnh lịch sử cội nguồn cũng như là khám phá về tâm linh cho bà con được xem. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Xin chào, đây trước mặt là cánh tay đó bà con với Lê Dũng. Xin chào bà con nha, bye bye. Chào cô nha, chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Thank you.